Xin chào anh chị em cô chú nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình chia sẻ món ăn rất là đơn giản. Chắc nhiều bạn cũng đã có làm ăn qua rồi. Ở đây là nấm bầu ngư. Mình đã rửa sạch rồi, ngâm muối rồi, mình rửa sạch rồi mình vắt ra cho ráo rồi nè. Còn đây là bắp chuối. Bắp chuối rồi mình, cái bắp chuối mình về rồi cái mình luộc. Trong khi mình luộc bỏ miếng muối, miếng giấm vô thì bắp chuối của mình nó sẽ trắng nha. Đó, đây bắp chuối mình luộc rồi. Rồi ở đây nấm mình cũng đã ngâm muối rồi, mình xả sạch rồi. Ở đây là rau răm, ớt. Ở đây là sả, hành, ớt nha. Bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ tới đó. Bây giờ mình bắt cái chảo rồi mình cho vào đây một chút xíu dầu. Tiếp tục mình cho nấm vào. Nấm mình làm gì thơm ghê đó, thơm cái mùi nấm nấm thiệt là thơm. Cái này áp nấm này cũng như là mình áp chảo vậy đó. Mình cho vào đây một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột nêm. Mình cho vào đây 2 muỗng canh giấm. Cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt nha. Như vậy là nó vừa ăn luôn. Các bạn nào ăn mà ăn mặn, ăn ngọt gì thì mình gia giảm, mình thêm bớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ mình sẽ cho rau răm nha. Giờ mình sẽ cho ra dĩa. Giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn cơm ngon miệng nha. Đó, mình cứ nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình. Nếu mà lạc thì mình thêm, mình bớt. Hoặc là mình làm lạc lạc rồi mình chấm nước mắm, tỏi, ớt, chanh đường ăn cũng ngon nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.